đủ cách đâu ta, nước mùi bay theo gió. Ở cơ quan cũng thế, hôm nay mùi cô hoa, mai là mùi cô nguyệt, mốt là mùi cô hà. Mỗi đi về đến nhà là em tôi lại ngửi, hôm nay có mùi lạ, có mùi lạ. Có lấy, có lấy. Còn hương chiếc áo, mấy sợi tóc thật dài, đem từ cái lông tháo thơm thơm như hoa này. Em tôi đâu có biết phòng trực có một giường, khi ngủ đều dùng chung mùng mền chăn chiếu gối. Chương trọng em không nói, nhưng mà lòng em rầu, để chồng em không hỏi, nhưng mà lòng em đau. Em ơi, hai tháng sau, qua sản sang nhà mới, anh sẽ luôn nhớ tới đến cái mùi của em. Coi như lúc này bắt đầu anh ký anh mới nhớ từng xoa. Thế còn trên đài là anh không có nhớ. Đâu bị mấy con mũi kia.